Theo xin mời dự án của nhóm bạn Nguyễn Hoàng Minh Khôi. Dạ có Xin em ạ. mời bạn trình bày. Chưa có cái Nhóm gì mà bạn bán Lê Ngọc Châu chuẩn bị. Xin mời nhóm bạn Minh Khôi. dạ em xin được trình bày dự án của mình ạ. Dạ không biết là quý vị ban giám khảo đã nhìn thấy và nghe rõ em nói chưa ạ? Nghe rõ rồi, nhìn thấy rồi em xin mời. Dạ vâng, em xin chân thành cảm ơn. Và lời đầu tiên, cho phép em xin được gửi lời chào đến quý vị ban giám khảo, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh sinh viên đang có mặt trong hội thi ngày hôm nay. Em là Nguyễn Hoàng Minh Khôi và đồng hành cùng với em có Trần Thị Tâm, Nguyễn Thị Mai Hương và Võ Duy Đại. Chúng em đang là sinh viên trường Cao đẳng Kỹ nghệ 2 chuyên ngành may thiết kế thời trang. Được sự hướng dẫn và dìu dắt tận tình của giảng viên Mai Thị Thủy, hôm nay chúng em sẽ đem tới hội thi một tinh thần chiến binh và đem tới cho những người lớn tuổi một niềm vui và sự hạnh phúc. Em xin được khái quát về nội dung thuyết trình của mình. Đầu tiên đó chính là về nguồn cảm hứng và vấn đề. Thứ hai là về phân khúc khách hàng. Thứ ba là điểm khác biệt. Và cuối cùng đó chính là chi phí và dòng doanh thu của mình. Vậy nguồn cảm hứng và vấn đề gì đã giúp cho dự án của chúng em ra đời? Vâng, để trả lời cho câu hỏi trên thì em xin kể cho quý vị ban giám khảo nghe một câu chuyện là tại nơi mà em hay đi vắt sổ thì có hai ông bà sống với nhau, thì khi mà em đi vào á thì ông bà rất là vui chào đón em, đến nỗi mà khi mà em làm xong rồi em muốn đi về á thì ông bà cũng không chưa muốn cho em về để cho ông bà có cơ hội tâm sự và nói chuyện với em nhiều hơn nữa. Thì trên đường em về thì em suy nghĩ rất là nhiều câu hỏi tại sao ông bà lại như vậy, và em cảm thấy là người lớn tuổi tại sao họ lại cô đơn quá, mà cô đơn ngay trong chính căn nhà của họ. Và đó là những điều mà chúng em đang rất là trăn trở, và đặc biệt hơn hết là ngay trong những lúc mà đại dịch như vậy thì tình yêu thương của gia đình đang được rất là đề cao, và cũng nhờ có hội thi mà chúng em có thể phát triển được ý tưởng của mình thành dự án mang tên Trở Lại Ký Ức. Và với dự án này, chúng em sẽ đem tới cho khách hàng một sản phẩm, đó chính là video, một đoạn video ngắn từ 3 đến 5 phút làm kể về một kỷ niệm cũng như là một thời thanh xuân tươi đẹp của ông bà cha mẹ mà do chính khách hàng là những người con, người cháu sẽ cung cấp cho chúng em. Bên cạnh đó thì chúng em còn có một sản phẩm chéo, đó chính là phục chế lại trang phục, và đặc biệt là trang phục ngày cưới. Và ngoài hai sản phẩm chính này thì chúng em còn có một quà tặng kèm theo, đó chính là những tượng sáp được làm từ hình ông bà cha mẹ để đem tới cái gì đó gọi là lưu niệm cho khách hàng. Và để nói rõ hơn về những sản phẩm này thì em xin sử dụng qua bộ ba FAB, và đầu tiên đó chính là những tính năng. Thì sản phẩm của chúng em là một món ăn tinh thần và có khả năng là chăm sóc sức khỏe tinh thần dành cho người lớn tuổi, cũng như là tạo ra được một cái kỷ niệm ngày cưới hiện đại thời 4.0 bây giờ. Và kế đến đó chính là những lợi thế. Lợi thế đầu tiên của chúng em là giá thành rẻ. Lợi thế thứ hai là chúng em có một đội ngũ nhân viên được đào tạo theo một quy trình chung dựa trên các hình mẫu bán hàng rất là bài bản và khó có thể nào sao chép được. Và cái lợi thế cuối cùng đó chính là về nguồn nhân lực. Chúng em đang là những sinh viên chuyên ngành may thiết kế thời trang với tay nghề và kỹ năng đảm nhiệm tốt được cái nhiệm vụ là phục chế trang phục mà khách hàng mong muốn. Và cuối cùng đó chính là về lợi ích. Đây là một sản phẩm vô cùng là sinh động và giúp cho khách hàng có thể trở lại cái ký ức thời thanh xuân tươi đẹp của mình, tạo cho ông bà cha mẹ niềm vui và hạnh phúc. Và khi mà ông bà cha mẹ chúng ta có được niềm vui và hạnh phúc thì có phải là con cháu sẽ an tâm hơn để làm những công việc cá nhân. Và đó là những lợi ích mà sản phẩm của chúng em có, và chúng em có thể thực hiện được những giá trị này. Thì em xin được nói qua phần đối tượng khách hàng của mình. Em có 3 giai đoạn của đối tượng khách hàng là khách hàng mục tiêu, khách hàng mở rộng và giai đoạn 3 là khách hàng. Và khách hàng của em là những người có mức thu nhập từ 10 triệu trở lên, hay là những người con, người cháu trong gia đình họ có ông bà cha mẹ lớn tuổi và có chung một mong muốn là tạo được niềm vui và hạnh phúc cho ba mẹ ông bà mình, nhưng vì vòng xoay của xã hội, của cuộc sống mà họ chưa thể làm được điều đó. Và kế đến thì em xin nói về 4 điểm khác biệt mà trong dự án của chúng em có được.
đó chính là về nguồn nhân sự. Thì chúng em được có nguồn nhân sự dồi dào và đào tạo, cũng như là chúng em đang nắm vững về những kỹ thuật thời trang, cũng như là về những ứng dụng công nghệ, được những môn mà tụi em được dạy ở nhà trường thì chúng em sẽ có thể ứng dụng vào dự án này, cũng như là một cái nguồn lực cực kỳ là dồi dào và năng động, nhiệt huyết. Và về quy trình vận hành thì chúng em đang sử dụng 12 bước bán hàng để có được những khách hàng tiềm năng cho dự án của mình. Và phần cuối cùng em xin được nói về chi phí và dòng doanh thu ở trong 6 tháng đầu tiên thì chúng em đang dự kiến, chúng em đang sử dụng cái dự án 100 để tìm ra những đối tượng khách hàng, người thân, bạn bè của mình. Và trong dự kiến là một dự án 100 chúng em sẽ có được 10 khách hàng. Thì trong 6 tháng đầu chúng em làm 3 cái dự án 100 để có được 30 khách hàng. Thì cái số mà chúng em phải chi là 156 triệu và sản phẩm giá, và giá bán cái combo 1 là 5 triệu và giá bán combo 2 là 7 triệu thì chúng em thu lại được doanh thu là 190 triệu. Thì lợi nhuận của chúng em ở đây là 21,8%, là tương đương là 34 triệu. Thì số vốn ban đầu chúng em cần kêu gọi là 80 triệu. Và phần trình bày của chúng em đến đây là kết thúc, và chúng em cũng chỉ mong muốn là đem được cái trái tim này với cái sự nhiệt huyết và sức trẻ này để tạo được niềm vui cũng như là hạnh phúc đến cho những người lớn tuổi ạ. Và trước khi đến với phần đặt câu hỏi thì em xin phép được chiếu một đoạn sản phẩm thử nghiệm ngắn của chúng em để cho quý vị ban giám khảo cùng theo dõi ạ. Dạ em xin phép được chiếu được không ạ? Thứ nữ đẹp nhất sống không ai chịu nổi từ ánh mắt hấp hồn của một tôi. Còn ba tôi là một ảnh hưởng tình nặng vô cùng khủng trai quyết định của tổng tin. Trai tài thì thấy sắc họ cảm thắng nhau và một buổi chiều hoàng hôn lãng mạn và ông đã thở tình bà. Bạn biết chịu vợ nghĩ họ đáng yêu cỡ nào không? Ba tôi đã chọn một chiếc áo sơ mi thật đẹp kèm một chiếc quần tây trông rất đẹp trai và ông cầm theo một đoá hoa hồng tím lãng mạn và mẹ tôi đến với một chiếc áo dài. Thức tha đến, bà cũng rất ngại ngùng và ông thở tình bà. Bạn biết rồi đó và ông đã thành công cường độ được trái tim của bà bằng sự chân thành chất phát. Và rồi khi tình cảm đủ to lớn họ cũng quyết định về chung một mái nhà. Trong sự chúc phúc của rất nhiều người, trai tài gái sắc đã có một trang mới của hạnh phúc vậy đấy. Khảo sát chưa? Dạ vâng, dạ. Thưa quý vị ban giám khảo là tụi em mới chiếu một đoạn video ngắn về sản phẩm thử nghiệm của mình. Thì đây chỉ là giai đoạn 1 chúng em đang thực hiện và chúng em đang hy vọng là đất nước của chúng ta sẽ trở lại bình thường hóa để chúng em có thể thực hiện tiếp những giai đoạn sau. Và giai đoạn này thì chúng em biết là chúng em vẫn còn rất là nhiều những cái khó khăn và trở ngại. Cho nên là em cũng vẫn muốn chiếu nó để mong được... những lời nhận xét và những câu hỏi, những lời góp ý đến từ quý vị ban giám khảo để chúng em có thể trau chuốt được dự án của mình và thực hiện nó vào một ngày sớm nhất ạ. Dạ, một lần nữa thì chúng em xin chân thành cảm ơn quý vị ban giám khảo ạ. Anh Cường ạ. Em nói 2-3 phút. Vâng, xin cảm ơn phần trình bày rất cảm xúc của bạn Thúy Khôi. Xin mời và kính chào lãnh đạo ban giám khảo. Thôi em nói đi. Chúc mừng các em đã có bài thi trả lời rất là lưu loát và phân tích rất cụ thể về vấn đề tài chính. Thế nhưng mà tôi muốn hỏi các em là thế này. Một là các điều đã điều tra phỏng vấn khảo sát đấy, người. Về khách hàng chưa? Cái thói quen sử dụng cái sản phẩm của khách hàng chưa? Họ thường xuyên họ mua cái mới hay là người ta tái sử dụng, tức là sửa chữa thiết kế lại những cái đồ cũ. Đó. Một cái thứ hai nữa, nếu em nói là doanh thu 196 triệu. Trong khi đó một cái chi phí mà để sửa chữa lại, thiết kế lại cái trang phục cũ là khoảng từ 500 đến 1 triệu. Thì chứng tỏ các em phải sử dụng ví dụ 500 nghìn thì nó phải vào khoảng 300, gần 400 khách hàng. 400 khách hơn, đấy là khoảng 400 khách hàng. 400 khách hàng đấy thì em đã nghiên cứu rằng liệu cái thị trường đó họ có tầm 400 khách hàng không? Đó, và cái thứ hai cái hạn chế nữa là cái đồ trang phục cũ rồi thì thường là một là vải có thể là mốc hoặc là sờn cũ, nếu người ta có thường xuyên người ta dùng không? Hay là chỉ những người già người ta là
là đi, tức là người ta hướng về quá khứ. Đấy, các em trả lời những câu hỏi đó. Dạ, em xin cảm ơn câu hỏi của thầy, của ban giám khảo. Thì em xin trả lời câu hỏi đầu tiên, đó chính là chúng em đã khảo sát chưa? Thì câu trả lời là rồi ạ. Bởi vì trong môi trường chúng em đang học á, thì chúng em đánh mạnh trước là vào người thân của chúng em trước và những giáo viên đang giảng dạy của chúng em. Thì chúng em có khảo sát rất là nhiều những giáo viên, thì họ cũng rất là quan tâm về tình cảm gia đình, cũng như là quan tâm về cha mẹ của mình. Cho nên là dự án của chúng em có khả thi đối với có khả thi, cho nên là có khả thi, tóm lại là dự án của chúng em có khả thi để phục vụ cho ông bà cũng như là khách hàng là những người giáo viên và thân thiết trước, đó chính là giai đoạn một của chúng em. Và chúng em xin trả lời cái câu hỏi tiếp theo, đó chính là trang phục cũ rồi như thế nào. Thì đầu tiên đây là một thế mạnh của chúng em là chúng em đang học thiết kế thời trang, cho nên là chúng em sẽ không thể, có thể nếu như nó còn mới thì chúng em sẽ sử dụng lại và chúng em tái chế lại cho một cách mới hơn và hiện đại hơn, hoặc là chúng em sẽ chỉ sử dụng những phần đắt giá nhất để làm thành một bộ đồ mới thôi ạ. Chứ không có phải là chúng em sẽ tái chế nó để nhìn cho nó đẹp, nhưng mà chắc 100% là chúng em sẽ làm sao để ông bà có thể mặc được và nhớ được hồi xưa mình mặc nó như thế nào. Dạ vâng. Còn về phần chi phí như thầy nói á, thì ở đây tụi em có hai cái combo, thì chỉ có cái combo 2 là tụi em có được cái phần trang phục cưới cho khách hàng luôn ạ. Cho nên là về cái số tiền thì em thấy là tụi em tính toán thì nó vẫn là còn hợp lý ạ. Và như em nói thì tại vì cái đặc tính, cái đặc biệt của tụi em là tụi em đang là sinh viên chuyên ngành thiết kế thời trang ạ. Cho nên là về cái khoản đó thì là tụi em rất là tự tin ạ. Dạ em xin hết ạ. Rồi chào các em. Cô thấy đây là một ý tưởng rất hay, khá hay. Và nó là một trong những cái dịp nào đấy thì là dịp kỷ niệm, dịp sinh nhật hay là một cái gì, dịp kỷ niệm lại ngày cưới hay cái gì đấy thì làm quà là cái niềm vui cho người thân của mình. Nhưng mà tuy nhiên nó không phải là như là em nói là cái niềm vui, cái này nó không phải là niềm vui mãi mãi, mà nó gây một cái sự bất ngờ trong một cái dịp nào đấy. Thì cô nghĩ đây là cũng là một cái ý tưởng rất là hay, và làm cho con cái bố mẹ cũng cảm động, và làm cho con cái kết nối với ông bà thể hiện qua cái việc là nó cũng rất là quan tâm yêu thương mình. Vì em biết là xã hội bây giờ cái việc mà kết nối gia đình với nhau thì nó rất là hiếm, nó rất là khó. Thế thì cô nghĩ đây, thì tuy nhiên thì cô cũng thấy nó có một số vài cái bất tiện. Ví dụ như là em nói là em làm tượng thì những cái tượng này nó chỉ là minh họa, nó chỉ là nhỏ xinh thôi, chứ đừng có mà làm những cái tượng mà lại như những cái ngôi sao Hollywood mà một thì không có chỗ mà để đâu. Và cái chi phí nó cũng rất là nhiều. Và cái câu chuyện của bọn em thì nó rất là hay. Em cũng kể cái câu chuyện rất là hay. Tuy nhiên là em mới đến em gặp một ông bà bác sổ thôi. Người ta, cái hoàn cảnh của người ta là ít con cái, nhưng những cái người còn rất nhiều những cái gia đình khác. Thì ban nãy là thầy Hướng ở đây thầy có nói là bọn em phải khảo sát, cái này em phải khảo sát rất là nhiều, chứ khảo sát thực tế. Nhưng cô nghĩ chắc chắn đây là có nhu cầu thị trường thật, nhu cầu thị trường thật. Và cái tên mình nên xem lại cái tên một tí. Cái tên thì nghe nó nghe nó không được vào, và nghe nó khó để lại ấn tượng. Sự thật là như thế, nhưng mình dùng một cái tên nó hay đi thì cô nghĩ là cái dự án này khả thi chứ không phải là không khả thi. Và đúng là như em nói, quần áo cũ mình chỉ cần nhặt một số những cái điểm đắt thôi để mà đưa vào cái bộ quần áo đấy, thế là ổn. Cô nghĩ là tất cả chỉ cần có thế. Và bọn em thì có sẵn nguồn nguyên liệu này, sẵn ý tưởng này, và đưa ra một số, làm sẵn một số những cái idea để giới thiệu cho khách hàng. Cô nghĩ như thế là ổn. Nhưng cái này nó chỉ là quà tặng thôi nhá, nó chỉ là mang tính là quà tặng vào những cái dịp nào đó. Thì khá hay, khá đặc biệt. Và bây giờ thì mọi người thì đã làm rất nhiều những cái video clip để quay lại những cái dịp đấy rồi. Tuy nhiên là bọn em có cái đặc biệt hơn là có sản phẩm minh họa. Ok, chúc các em thành công. Dạ vâng, tụi em rất là cảm ơn quý vị ban giám khảo. Và không biết là quý vị còn có câu hỏi nào nữa không ạ? À không, em có câu hỏi nào không, nếu còn các thầy cô không có câu hỏi nào, em có câu hỏi nào không? Dạ vâng, thì